anh em chào anh em trở lại kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tựa game Đại Chiến Lục Đạo, Đại Chiến Nhân Giả anh em ha. Thì cập nhật tình hình cho anh em biết luôn. Tầm cỡ chừng cuối tháng này anh em ơi, còn vài ngày nữa thôi thì chúng ta sẽ chính thức ra mắt về cái tựa game này. Thì đây là cái bản test anh em ha, được mời thì chúng ta mới tham gia được ha. Rồi, những cái event và cũng như là những cái tính năng của game thì nó cũng đã bị hạn chế anh em ơi. Ngày hôm nay chúng ta vào chúng ta chỉ còn có được đây anh em. Đó, những cái gói bơm lúa rồi các thứ vô đã mất tiêu hết rồi. Đó, nên là bây giờ chúng ta sẽ cùng chỉ được xem tướng thôi anh em ơi. Chỉ xem tướng và coi như những cái quà phúc lợi bên này thôi. Đó, hầu như là những cái tính năng nó đã bị gói gọn lại là cách đây 2-3 bữa rồi anh em ơi. Hay cha, nên là không có review thêm cho anh em được mấy cái này. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng xem những cái tính năng đã được thay đổi và cũng như là những cái con tướng đó anh em. Thì nó có thay đổi gì so với bản cũ? Thì cái bản cũ là có tên là Đại Chiến Nhẫn Giả, mà ông nào chơi cụ chào mà cách đây mấy năm trước á thì chắc là cũng biết ha. Thì chúng ta sẽ cùng so sánh về skill nè, so sánh về hoạt ảnh tướng nè, thử coi nó như thế nào luôn nha anh em. Và đặc biệt thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng mình sẽ hướng dẫn cho anh em tải game bản cũ anh em ơi, chứ bản mới này tải không được nữa đâu nha. Tải bản cũ để chúng ta trải nghiệm trước đó, để anh em biết được ha, anh em biết là game này nó như thế nào. Rồi, đây là bản cũ đây anh em ơi, bản cũ ngày xưa anh em chơi là nó như thế này nè. Trời ơi, đây anh em, tướng nó nhiều anh em xem bản mới xong rồi á thì bảo rằng tướng sao nó ốm đói vậy. Nói chung là nó xấu á anh em. Đó, nhưng mà thật sự ra cái bản cũ nó còn xấu hơn nữa đó. Đây nè. Rồi, đây là phần nhập cốt anh em nha. Này lực chiến nè. Đó, và mua thể lực. Rồi, ok. Đây là nó hướng dẫn nhiệm vụ hàng ngày đây nè anh em. Lên level nè. Rồi, đi giải anh em nha. Đó, đây là cái bản cũ ngày xưa đây nè anh em. Anh em thấy nó còn ghê hơn cái bản mới anh em thấy không? Đó, ngày xưa anh em chơi cái game như thế này thôi. Mắc cách đây mấy năm trước cái đồ họa như thế này là phổ biến anh em ha. Còn bây giờ á thì nếu mà muốn người chơi khác nữa anh em, muốn người chơi mới rồi các thứ á, mấy ông cũ thì ông nói bản mới anh em nó update đồ họa lên á thì anh em còn khích còn khoái nữa. Đó, còn này là bản cũ đây nè. Anh em thấy chưa? Đó, bản cũ nhưng mà nó update đồ họa rồi các thứ anh em ơi, nhưng mà gameplay rồi các thứ thì nó cũng sẽ không có thay đổi, mà mình không biết á là nó thêm tính năng gì. Đó, và cũng như là những cái skill quan trọng nhất á, là những cái skill con tướng á nó có thay đổi gì hay là không. Đây em thấy không, vẫn là Shikamaru, vẫn là Na, vẫn là Yamato. Đó, đi giải đầu tiên luôn nha anh em. Thì cái link tải của cái game bản cũ này đó, anh em nào muốn chơi á thì có thể xuống dưới phần kênh men, mình sẽ để cái link ở dưới đó anh em ơi, mình ghim lại để cho anh em vào anh em chơi. Còn không thì anh em cứ tải cái bản tên nó là Ninja World War là nó sẽ ra thôi anh em nha. Rồi ok, để mình lia xong cái đám map này đi rồi mình vô những cái tính năng và cũng như là những cái ninja cũ ngày xưa thử coi là bộ skill nó có giống hay là không anh em. Bản này bản tiếng Anh anh em nha. Bản này bản tiếng Anh. Đó anh em thấy chưa? Nó còn nhìn cái đồ họa nó còn gớm hơn là hồi đó nữa anh em. Những đồ họa nó gớm hơn bây giờ nữa anh em. Đây đồ họa hồi đó nè. Đó, ông nào muốn trải nghiệm trước á mà chưa chơi cái tựa game này á thì có thể vào tải và cũng như là chơi thử coi như thế nào. Sau á thì chúng ta chơi cái bản đẹp hơn, xịn hơn, mịn hơn. À. Rồi bù nổ kìa. Oh! Em thấy nó phi bù nổ anh em. Rồi. Đây vẫn là Shikamaru gánh tim anh em nha. Đầu game thì nó chỉ tặng cho ba con này thôi anh em, trụ nó bắn. Ôi Sharingan rồi đàng hoàng kìa. Rồi ok, cha, cái này nó không có cho chúng ta là bỏ qua luôn ta. Nó bắt lìa mấy cái ải đầu này xong nó mới nhả tính năng ra cho chúng ta xem anh em ha. Rồi anh em đợi mình tí nha, để mình lìa xong cái đống ải này. Ai quên coi Yamato nó nộ anh em. Nói chung là y chang như là bản mới thôi. À, nhưng mà được cái là nó có đồ họa nó nét hơn, nó xịn sò hơn anh em ha. Rồi coi qua luôn chưa? Hay là bắt đi giải nữa đây? Rồi đi giải nữa rồi, ok anh em đợi mình tí nha. Rồi ok, xem tính năng được rồi nè anh em ơi. Chúng ta sẽ cùng xem đây, đây là tổng thể về cái sảnh anh em nha. Trời có con quỷ củ quỷ bên này nữa. Rồi bên này là phần event anh em nha. Đây event đăng nhập 7 ngày rồi các thứ nè. Đó thì nó cũng hao hao giống y chang như là bên bản test ở bên server Việt thôi anh em ơi. Đó, nhưng mà quà, cái này nhìn quen nha. Cái này ông nào mà chơi huyền thoại những giả thì chắc biết cái này anh em ơi. Này là vé âm dương. Ây da, tính ra cái tựa game này là bản gốc luôn anh em.
đó là vẽ âm dương anh em ơi, vải ca trưởng ạ. Rồi, à, trên này thì chúng ta sẽ có con mèo này. À, cái này là cũng là event đăng nhập luôn em ơi. Event đăng nhập luôn nha. Rồi, ninja mới đây nè. Ồ, Itachi nè. Cái bảng này có Itachi để mình xem coi cái bộ skill nó như thế nào anh em ơi. Đây là tăng tốc độ cộng 60%, hình như là nó khác anh em. Hình như là nếu mà Itachi thì nó sẽ khác đấy. À, đây là con hầu như bây giờ anh em, những cái con tướng nó không có tạo hình giống y chang như bên Cyber Việt đâu. Nó chỉ có một cái avatar thôi, anh em xem là nó khá là khó chịu ha. Susanoo nè anh em. Đó, tăng tốc độ 60, ok. Qua bên bản Việt thử coi là bên đó con Itachi nó tăng cái gì anh em nha. Itachi là 3S đúng không? À, để so sánh bộ skill coi là nó giống nhau hay là nó khác nhau anh em. Đây Itachi đây. Ôi, đây cũng Susanoo. Ôi, khác anh em ơi. Cái skill nó khác nha. Ở bên này á thì cái bộ skill nó là có tăng tốc độ và tốc độ cộng 60%. Ở đây là Susanoo. Còn ở bên này thì lại không có nha anh em, không có tăng nha. Đây cũng là Itachi Akatsuki luôn nè anh em. Ai chà. Rồi để coi những cái con tướng lọ, ví dụ như là những cái con tướng nó cho mình đi anh em ha. Shikamaru đi. Có Shikamaru đi cho nó dễ. Đây anh em. 10 thanh kiếm vào kẻ địch và gây sát thương nhiều sát thương. Rồi ok, để coi con Shikamaru của mình thử coi là có đúng như vậy không anh em nhé. Đây anh em. Ôi, này bóng tối rồi đây, để coi coi không giống anh em ơi. Không giống, để coi con Yamato coi. Coi Yamato anh em nha. Những cái hệ như nó cũng khác luôn anh em. Hệ tướng nó cũng khác nữa. Đây Yamato đây. Trời nó dài phần lò luôn. Cọc gỗ nhô lên khỏi mặt đất gây sát thương những thuật phạm vi lớn và choáng 2 giây. Ok, để coi bên này nó có choáng 2 giây không nha anh em. Hình như bên này cũng có choáng nhưng mà nó không có ghi rõ anh em ơi. Nó không ghi rõ là skill như thế nào. Shuriken, những cái skill này nói chung là nó cũng khá là khác nhau anh em hả. Nè, trụ cột nè. Gỗ lên 1 giây, đánh choáng 1 giây. Nè, bên này thì lại không có ghi anh em ơi. Không có ghi choáng 1 giây hay gì cả nè. Đó, tăng tấn công. Ủa, này là Shikamaru mà. Từ từ anh em, đợi xíu. Đây. Ôi, nó cũng có ghi rõ ràng luôn nè anh em. Nó ghi stun thôi chứ nó không có ghi chén bao nhiêu cả hả. Nó cũng hao hao giống nhau thôi. Tăng tấn công và HP. Ok, để coi coi. Bên này có tăng tấn công và HP hay không? Ê, có nè. Ê, giống nhau nha. Yamato chuyên tâm nghiên cứu mộc độ nè. Tăng công và HP nè. Ở bên này cũng vậy luôn anh em. Yamato, ôi ôi, vậy là skill giống nhau anh em ơi. Skill khá là giống nhau đấy. Không phải đơn giản đâu nha. Nhưng mà không biết là những cái con tướng xịn á là nó có giống nhau hay là không anh em. Chúng ta sẽ cùng xem thử nha. Rồi coi tướng sơ bộ vài đi. Chúng ta sẽ cùng xem tiếp tính năng anh em nha. Cái này là check in nè. Này skill điểm danh. Cái này là tính năng điểm danh anh em nha. Điểm danh. Rồi cái này là top không. Cái này là top. Ủa, Minato nữa nè. Có cả Minato nữa nha anh em. Cái này là Jeep. Này là chắc là phải đa những quà VIP anh em ơi. Quà VIP nha. Này là vòng quay giống y chang như là ở bên này anh em ơi. Bên này cũng có skill vòng quay đó. Có cái tính năng vòng quay nè. À, y chang như vậy luôn. Nhưng mà cái đồ thì nó lại khác anh em nhờ. Đây vòng quay chí tôm. Á, cũng giống luôn nè. Đây chí tôm nè, quay cuối nè. Ở bên này là quay lục đạo. Nhưng mà quà thì nó lại cho khác anh em nha. Bên này cũng có kim cương. Hay da, bên này cũng có kim cương luôn nè. Nhưng mà lục đạo thì lại không có kim cương anh em. Nó cũng có vé quay riêng của nó luôn ha. Này gì đây? Này là top server anh em ơi. Này top server hạng 41 nè. Rồi, vô coi một vài. Ở đây là cái map anh em nha. Đây, inbox là cái này hộp thư nè. Này gì đây? Này cái này là quay cái giao diện quay anh em nha, giao diện quay tướng nha. Thử quay nhé coi. Ui, ra nguyên con Killer Bee luôn ạ. Được nhờ. Rồi để vô coi skill KLB luôn như thế nào luôn em. Đây là con 2S, 2 sao luôn mới ghê chứ anh em nhờ. Đây KLB nha. Rồi qua bên server Việt xem coi cái dàn tướng KLB coi là nó giống nhau hay không. Nếu mà nó giống nhau á thì chúng ta sẽ áp dụng được. Đây KLB đây. Chúng ta sẽ áp dụng được cái kiến thức và cũng như là bộ skill ngày xưa chúng ta vào chúng ta chơi được anh em nha. Khi sau khi bác bị biến khổng lồ dùng đuôi kẻ địch tấn công choáng 2 giây. Ok để coi thử coi. Đây bác vĩ cũng có đuôi nữa kìa anh em, dùng đuôi và stun kẻ địch, nó không ghi bao nhiêu giây hết anh em ơi. Nói chung là khá là giống nhau đấy. Cái này là tăng thủ nè, cái này có tăng thủ nè, coi thử coi. Ôi giống nhau anh em ơi,
ném phi lao nè, khiến kẻ địch suy yếu thủ anh em, à không phải tăng thủ nữa nha anh em, suy yếu thủ và thể thuật trong khoảng thời gian. À đây anh em, deep là thủ nè. Rồi để coi cái này coi. À cái nào mà nó có chỉ số anh em chúng ta dễ xem. Jinchu đi kia bác vĩ có thủ rất mạnh, à bản thân tăng thủ thể thuật, đây đây cái này có thủ nè. À Jinchu đi kia bác vĩ à tăng thủ cũng sẽ tăng thủ luôn anh em. Ơi giống nhau nha, khá là giống nhau đấy anh em. Khá là giống nhau á. Để mình coi con Deidara đi nè, Deidara nha, Deidara dễ xem hơn nè, để con nào mà có chỉ số ấy. Cũng choáng 2 giây được các thứ nè, Deidara đi. À vậy là bộ skill giống nhau nè em, vậy là cái bảng danh sách mà những cái con tướng mạnh ngày xưa anh em có thể áp dụng được nếu mà nó giống nhau anh em nha. Đây ơi, skill hình thù nó cũng giống giống hao hao giống nhau ha, cái nộ đầu cũng giống nè, nộ đầu y xì luôn nè anh em. À để coi cái nào mà choáng 2 giây đây, choáng đây, coi cái nộ trước đi. À, sử dụng đất sét đặt một con rối vào cái địch, sau đó là tụ nổ à sát thương những thuật phạm vi cực lớn. Ở bên này thì chắc nó ghi cũng vậy anh em ơi. À để coi cái này nó ghi à nó không có choáng ta, skill 2 không có choáng ta, đáng lẽ là nó phải có choáng. À có và stun nè. Rồi coi cái skill cuối coi. À nghệ thuật tung nổ đuổi theo và tăng tấn công, có tăng tấn công không? À it can à tăng tấn công kìa anh em. Trời hay nhờ. Ê giống nhau anh em ơi, giống EC bản cũ à, nên là chúng ta có thể áp dụng được ha. Đây Madara nữa nè anh em, coi Madara nha, Madara tướng 3S. À ok ha, ngon lành. Đây skill đây, Susanoo đây, tấn công kẻ địch à, triệu hồi Susanoo tấn công kẻ địch. Ê, skill nó ghi khá là đơn giản anh em. Ui y chang luôn, khác gì đâu. Ui nó chỉ thay cái hình à, rồi duy trì 6 giây và phản nhẫn thuật nè. Rồi coi thử nha. Ủa bên này thì nó lại không có ghi là phản nhẫn thuật, nó không ghi là 6 giây anh em ơi. Hay chà, attack 200 đùm. Coi. Đây. Hỏa Long à, tấn công ngẫu nhiên hai kẻ địch đây anh em. Attack nè, attack 200 đùm nè. Đó là hai cái địch ngẫu nhiên anh em ha. Và kèm theo đó à gây nhiều sát thương nhẫn thuật. Đó, y chang anh em, khác gì đâu. Rồi, cái này là Madara hấp thụ trách ra tiên thuật của Hashirama. À, đã có sức mạnh tiên thuật tăng tốc độ công. Ok, coi thử nha. À, đây anh em, Madara là hấp thụ nhẫn thuật của trách ra của Hashirama và tăng sát thương nè, và cũng như là tăng tốc độ nè. Ô, của cho Susanoo luôn. Và Susanoo. Bên này đúng rồi, và Susanoo easy. Nên ông nào mà đang nghiên cứu về meta ngày xưa đó thì anh em có thể vào xem để mình coi cái bản đó anh em, đợi mình tí nha, để mình post cái bản là ngày xưa lên anh em, bản meta ngày xưa lên để cho anh em tham khảo ha. Rồi ở trên màn ảnh của chúng ta là cái bản T-list anh em ha, thì đây là xếp hạng từ tướng UR nè, tướng SP, tướng SS nè, và cũng như là tướng 3S, và tương như là tướng SS và tướng S, tướng A. Thì đây là những cái con tướng bản cũ anh em nha. Thì nếu mà bộ skill của nó y chang như là bản mới luôn anh em, thì chúng ta có thể áp dụng cái bản T-list này để chúng ta tham gia về tham gia những cái con tướng mới và những con nào mà nên chơi. À thì anh em có thể tham khảo sơ bộ nha. Nhiều khi thì nó sẽ có con giống nhau và cũng như là sẽ có con khác nhau, nên là cái này anh em tham khảo thôi. Chứ áp dụng thì nói chung là phải game ra mắt đi, rồi sau đó chúng ta test tướng được cái thứ con nào mạnh thì chúng ta mới làm một cái bản T-list mới. Đó, chứ mà cái bản này nói chung là anh em tham khảo thôi nha. Đó thì sau này nó sẽ ra cái bản tướng SP thì bây giờ nó đã có rồi anh em nha. Ở bên này thì chúng ta bơm lúa VIP vô á thì nó có cái con tướng SP rồi, chứ không phải không đâu anh em ơi. Đây bên phần đặc quyền của what the hell, xóa đặc quyền luôn rồi. Ôi mất kết nối tự lại. Ok xóa cái đặc quyền xem luôn rồi anh em ơi, nên là hạn chế khá là nhiều nên là chúng ta không có xem được anh em ơi. Nhưng mà dàn tướng thì chúng ta xem được, thì tướng SP là mới vào thì nó đã có update vô trong này rồi đó. Còn tướng SP còn tướng UR á là thời gian sau nữa nha anh em, nó mới ra tướng UR. UR thì mình thấy là có Minato nè, Minato củ vĩ nè, Kabuto tiên nhân nè, Na dạng cuối nè, có rồi thêm cả Itachi. Ủa Itachi hả? Itachi SP luôn hả? Rồi Đào Bách Hào Ứng và cũng như là con Hoa Hậu. À Hoa Hậu có con Manda, rắn Manda anh em nha. Rồi tướng SP bét luôn á, là cái dàn ở dưới đó anh em, là thấy có Madara lục đạo nè, rồi có Nagato nè,
có luôn cả Madara lục đạo, rồi các thứ Obito lục đạo nè, Jiraiya tiên nhân và cũng như là Hashirama tiên nhân, à Hashirama rồi các thứ anh em nha. Tướng SB là có Na, cũng là Na dạng cuối luôn anh em, nhưng mà nó là phẩm SB thôi, nhưng mà UR nha anh em, sau này nó ra tướng UR tính tiếp. Rồi có Tetsunade nè, Itachi, Edo nè, rồi Kakashi nè, Kabuto đại chiến ninja lần tư, và cũng như là Shisui, Gai nữa anh em, Gai Bác Môn nữa. Đó là những cái con tướng SB. Tướng SB ra ít lắm anh em, không có nhiều anh em. Đó, quan trọng nhất là anh em chọn đúng cái con tướng xịn anh em chơi, và cũng như là cái team à, thì cái này thì để tính sau anh em nha. Rồi tướng SR nên chơi đó là Na, Na tiên nhân, để mình coi coi tạo hình nhân vật của Na tiên nhân là nó như thế nào ta. Hình như là bên này không update luôn á ta. Na tiên nhân chưa ra mắt anh em ơi, chưa có luôn nè. Rồi Babasuke, đây anh em, Sasuke Rinnegan có luôn nha anh em, tướng 3S. Con này thì anh em phải bơm lúa vô mới có được nha. Rồi Itachi, Itachi nãy chúng ta mới xem rồi anh em, Itachi cũng là 3S đấy. Đâu rồi ta, đây Itachi đây. Ấy, con này bơm lúa vô, nhờ mình nhớ là 80 mảnh là 120 mấy lúa anh em, khá là rẻ. Rồi Ben, con Ben này thì là quà nạp đầu anh em nha, quà bơm lúa đầu nha. À 25 lúa thì phải đó, là chúng ta có rồi. Rồi Obito, ai có Obito luôn anh em. Bên này đợt mình mới vào xem là có Obito. Đây Obito, đây là những cái con tướng SS đầu game mình đáng chơi. Rồi tiếp theo nữa là con Hina và cũng như là Hinata và cũng như là Yabuya anh em ơi. Hinata cũng là 3S luôn thì phải đó anh em. Con này chắc là búp HP khá là ghê. Đâu người ta, đây Hinata đây. À không phải con này, Hinata bản này hình như là không phải anh em ơi. Ủa có mình nó Hinata 3S chứ mấy anh em. Cái tạo hình nhân vật nó khác thôi, chứ mà thật sự ra thì cái skill nó cũng y chang như vậy sao anh em ơi. Đó đây là Hinata nè. Đó Yabuya đó anh em nha, Yabuya như là cũng là con 3S. Đây Yabuya đây. À đây là những cái bản T-list mà chúng ta có thể tham khảo anh em nha. Cái này tham khảo thôi, mang tính chất tham khảo thôi. Nếu mà anh em chơi lâu dài thì anh em phải thay đổi một chút. Đó, bởi vì game này dù sao nó cũng update tính năng, và cũng như là update luôn cả những cái giao diện. Đó để anh em vào anh em chơi ha. Rồi bên này bữa giờ mình cũng không có cày nhiều nữa anh em ơi. Nói chung là nó đóng hết mấy cái tính năng rồi, nên là chỉ biết cày ải thôi. Đó, nên là cũng không có biết cày nhiều ha. Chung là game ok anh em, khá là mượt ha. Đó anh em thấy nó khác biệt không? Nó khác biệt so với lại cái bản hồi nãy chúng ta chơi không anh em? Nó update nè, avatar tướng nè, giao diện nè, gameplay, nói chung là update hết luôn anh em, đụng tới hết luôn. Nhưng mà nó sẽ giữ lại những cái tính năng cơ bản, rồi bộ skill tướng được các thứ nữa anh em, rất là ngon ha. Đó, chơi là nó phải update như vậy chứ mà giữ lại cái bản cũ nó thẳng ra là nó xấu anh em ơi, nó xấu so với lại những cái game hiện giờ. Nên là nhà phát hành họ update luôn một cái bản mới và cũng như là những cái hoàn cảnh nè, animation mới nè. Đó, để cho chúng ta chơi cho nó là đỡ mướt con mắt hơn anh em so với lại bản cũ. Bản cũ anh em hồi nãy anh em tải đó thì nó cũng sẽ hao hao giống với trang bản mới thôi. Đó, nhưng mà về đồ họa đồ các thứ thì đó là đồ họa ngày xưa đó anh em. Đồ họa ngày xưa mà đại chiến những giả, đại chiến những giả họ chơi đấy. Đó, hồi đó rất là nhiều anh em gọi là khoái cái tựa game này anh em. Nói chung là tùy gu mỗi người thôi. Có gu thích là hoàn mỹ, họ muốn chơi một cái tựa game là những cái con tướng là nó là cái size tướng đó là 1-1. À skill 1-1 anh em. Đó còn ông có nhiều ông lại thích tướng nhỏ nhỏ chibi được cái thứ giống y chang như tựa game này. Đó thì anh em có thể tham khảo ha. Ý cha, cái thằng Sasori này, mày hả mày. Trời ơi, nó kêu hết một đứa của mình rồi anh em ơi. Đầu game thì mình nghĩ anh em nên nuôi một con tướng hỗ trợ để nó búp HP anh em nha, đi ải cho nó dễ. Chứ anh em mà không build tướng thì rớt sao anh em ơi. Còn không thì anh em cứ dùng một con thôi, cứ có tài nguyên dùng một con thôi cũng được. Một hai con đầu và một con tướng búp thôi để đi ải đỡ rớt sao. Còn sao ải nào mà rớt sao rồi á thì anh em có thể vào anh em lia lại sau anh em nha. Đừng có cố gắng mà lia để nó uổng cái thể lực. Thể lực này nó không giới hạn anh em. Game này nó không giới hạn thể lực. Tức là sao? Tức là cái bể thể lực của anh em á nó không có giới hạn. À nó cứ như vậy riết luôn nè. Đó nên là anh em có thể tích thể lực vào bắt bằng cách này được anh em ơi. Đó. Đó hồi thường á những cái tựa game á thì cái thể lực nó sẽ là 120/120 được cái thứ anh em ha, quá cái số đó thì nó sẽ không có tăng nữa. Còn tựa game này thì nói chung là nó, anh em tích thể lực được anh em nha. Cái thể lực thì nó vẫn nằm đó thì anh em có thể tích vào trong đó, hình như là nó có tăng không ta? Không biết là nó có tăng hay không anh em.
này thì nè đủ choáng. Sặc đầu game thì anh em chơi Yamato này với lại thằng sặc SS này nè anh em, nó choáng rất là ghê, anh em đi ải khỏe lắm. Để mình coi coi đây. Cứ 5 phút là hồi một lượt hành động nè, hồi một điểm sau lượt hành động đã đầy. Ủa đầy là bao nhiêu ta? Hồi toàn bộ là lượt hành động đã đầy. Ủa cái này là hồi là bao nhiêu anh em nhờ? Lượt mua ít một, không biết là đầy của nó là bao nhiêu anh em, không giới hạn anh em ơi. Nhưng mà chúng ta có thể tích nhiều được. Nhưng mà nếu đã đầy rồi thì nó không có hồi thể lực nha. Vậy là nó cũng giống y chang như là mấy cái tựa game mà là gacha khác rồi. Dạ, ui da. Ui da. Rồi, đó so sánh sơ bộ về những cái bộ skill của tướng á thì mình thấy là hao hao khá là giống nhau rồi anh em ơi. Cái trình tiếng Anh mình nó hơi yếu á nên là nhiều khi là không có đọc và dịch kỹ lại cho anh em nên là anh em thông cảm ha. Nhưng mà những cái chỉ số và cũng như là những cái tính năng với là stun nè là choáng nè, rồi attack là tấn công nè, rồi dip nè là thủ đồ các thứ anh em, khá là giống luôn anh em ơi. Nhìn những cái chỉ số và cũng như là những cái từ vựng đó là anh em biết liền là nó giống hay là khác liền đúng không anh em? Ok, để mình lia xong ải này mình ra mình so sánh một vài tướng nữa để cho chắc cú anh em nha. Những con tướng mạnh đấy, ví dụ như là Ben, lục đạo đồ các thứ đó, những cái con đó là đầu game là nên chơi đấy. Mày ok rớt sao không? Mày quá không rớt sao anh em ơi, ngon. Ủa rớt sao mà trời ơi. Rồi ok anh em, đây bản ngày xưa của anh em đây. Để coi là đây Ben đây. Bên lục đạo anh em nha. Rồi vô trong này để thử coi là cái bộ skill có giống nhau hay là không, hay là khác nhau anh em ơi. Trước mắt là thấy khá là giống nhau rồi đấy. Trước mắt thấy là những cái bộ skill nó giống nhau rồi đó anh em ơi, nên là chúng ta có thể áp dụng cái tier list đó được. Đây bên đây. Bản thân sẽ làm tung cái sân lớn rồi đẩy lùi. Cái này khó xem anh em nha. Nhưng mà để coi luôn nha anh em. Và đẩy lùi, ố giống nhau luôn nè anh em. Tăng thêm đam mà đẩy lùi được các thứ nè, để coi. Cái này thường là sẽ đẩy lùi được cái thứ hồi chắc ra. Skill 3 là hồi chắc ra nha. Ý xì luôn nè em. Nè nó ghi là hồi chắc ra chứ nó không ghi chỉ số là bao nhiêu em nha. Ở bên Việt là nó ghi là 200, còn bên này là nó ghi là chỉ là hồi chắc ra thôi. Đẩy ngược tuần hoàn chắc ra cơ thể nè. Rồi đây nó tăng HP, tăng công, tăng tốc đúng không? Ở bên kia nó sẽ ghi là tăng HP, tăng attack và cũng như là tăng speed. Rồi đây anh em. Tăng HP nè, tấn công và tăng attack speed. Y chang anh em, trời ơi khác gì đâu. Y chang luôn nè. Tốc độ tấn công anh em, tốc độ công ở bên này nè, attack speed nè anh em. Nên là so sánh như thế này là anh em biết là nó giống hay là khác nhau liền để anh em chơi cho nó dễ. Ví dụ là Shisui đi anh em ha, con Shisui đi, thuấn thân Shisui đi. Đó, nên là ông nào mà chơi cụ chào ngày xưa đó thì chắc là khá là khỏe. Bởi vì những cái con tướng thì nó hao hao khá là giống nhau. Ủa Shisui đâu? Rồi bên này có Shisui khít đâu trời. Bên này không có Shisui nè em ơi. Chưa update chứ mà không có nha anh em. Chưa update vô. Đây Hanzo đi nè em ơi. Xem con Hanzo đi. Trời ơi Madara lục đạo nè anh em. Chúng ta không có xem được cái giao diện tướng. Nó chỉ có avatar như thế này thôi. Vào game thì chúng ta mới có được giao diện anh em nha. Đó nên là bản mới này nó xịn sò hơn là như vậy đấy. Coi đệ tử đi ha, đệ tử đi. Đây đệ tử đây, qua bên này coi đệ tử nha. Đệ tử nhìn ngầu lòi anh em ơi. Đây ui ôi. Để coi phi lôi tuần thuật tăng 5% HP. Ở bên này có 5% HP. Ủa bên này thì lại không có ghi 5% HP anh em ơi. Để xem cái gì mà nó dễ xem á. Hồi 4 giây hồi tốc độ công. Ở bên này nó cũng ghi là tốc độ thôi chứ không có ghi là 4 giây tốc độ anh em ơi. Nói chung là nó cũng hơi khác một tí nha. Tốc độ quán quân trong những giới được mệnh danh là ti chúp vàng. Tăng HP, tăng thủ thể thuật, thủ thể thuật và cũng như là tỷ lệ né. Bên này là đây ấy, nó cũng y chang luôn nè anh em. Tăng HP nè, tăng thủ thể thuật và cũng như là tốc độ né nè. Bên này là tăng thủ, tăng thủ và cũng như tăng thủ thể thuật và cũng như là tăng tấn công đam tấn công, tốc độ tấn công. Đây anh em, thủ thể thuật nè, thủ nhẫn thuật nè, công và tốc độ tấn công nè. Đó hao hao giống vậy anh em ha. Vậy là nó cũng giống nhau hết anh em ơi. Onoki được cái thứ này, Obito đi, ngoại đạo ma tượng. Obito bên này cũng có. Đâu rồi ta?
nó để cái màn hình xám xịt đấy, chả nhìn ra được anh em ơi. Đây. Rồi ok, coi kỹ năng nha. À, triệu hồi ngoại đạo ma tượng gây sát thương lớn lên cái địch tàn trận là tăng choáng 2 giây. Ở bên này thì nó ghi đó là thập vĩ là 10 theo kìa anh em, là 10 đuôi á. Gây stun thôi, nó ghi là gây stun thôi chứ không gây bao nhiêu giây. Tính ra là bên server Việt là nó ghi luôn cả số giây luôn nha anh em. Rồi ở bên này là tấn công hai cái địch ngẫu nhiên đúng không? Đây. Tấn công hai cái địch ngẫu nhiên y chang, trời ơi, gây sát thương những thuật nữa nè. Đó. Rồi bên này lại coi. Nó sẽ này nhìn đọc không ra anh em ơi, đọc không ra. Ôi, bên này là hút một kẻ địch vào hàng sâu và không gian trong vòng 7 giây, mỗi giây là tăng 200 HP. Bên này thì nó lại không ghi anh em nha. Bên này nó lại không ghi rõ anh em. Rồi bên này là nó sẽ là dừng và cũng như là đến gì đó anh em ơi. Cái gì? Rồi, thì chỉ nhận thuật hai mục tiêu ngẫu nhiên. Ủa bên này thì lại không có ghi hai mục tiêu ngẫu nhiên. À có. Không, bên này nó ghi hai mục tiêu thôi chứ không phải ngẫu nhiên anh em ơi. Duy trì 6 giây khiến chúng không thể phân biệt được địch ta. Này là loạn anh em, này là loạn nha. Magen Kyo Sharingan. Rồi ok, rồi sơ bộ như vậy đi anh em ơi. Thì chúng ta biết sơ bộ như vậy là sau chúng ta áp dụng cái tier list đó để chúng ta chơi. Đó, khi nào mà ra game thì chúng ta test thêm anh em nha. Rồi anh em ơi, đó là video ngày hôm nay. Ông nào mà muốn tải game có thể vào trong phần comment mình ghim cái link tải dưới đó thì anh em có thể vào tải nha. Rồi anh em ơi, đó là video ngày hôm nay. Anh em thấy hay hãy cho một like giỏi kênh cho anh em rất nhiều nha. Đợi game ra mắt thôi nha anh em.